Đột quỵ còn được gọi là tai biến mạch máu não. Đây là tình trạng não bộ bị tổn thương nghiêm trọng do quá trình cấp máu não bị gián đoạn hoặc giảm đáng kể, khiến não bộ bị thiếu oxy, không đủ dinh dưỡng nuôi các tế bào. Làm gì anh nháy mắt em hoài vậy? Bị giật. Không biết sao từ sáng giờ cái tai nó tê, cứ ngắt cầm vô nó không có cảm giác gì hết trơn. Người bị đột quỵ cần được cấp cứu ngay lập tức. Thời gian kéo dài càng lâu, số lượng tế bào não chết càng nhiều, sẽ ảnh hưởng tới khả năng vận động và tư duy của cơ thể, thậm chí là tử vong. Cùng lắng nghe những thông tin sức khỏe hữu ích từ thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hà và diễn viên Bảo Trí xoay quanh các vấn đề về đột quỵ. Trong khi chờ cấp cứu đến thì nếu mà người bệnh tỉnh thì cho bệnh nhân nằm nghiêng và đầu ngẩng cao khoảng 30-45 độ. Bạn khỏe không? 19:35 thứ Hai ngày 3 tháng 10 2022 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Mời quý vị và các bạn đón xem.